Chào mừng quý khán giả đến với bản tin bóng đá tổng hợp sáng thứ năm, ngày 5 tháng 9 của Yêu Bóng Đá Figon. Trong 24 giờ qua, thế giới bóng đá đã có những chuyển động vô cùng sôi nổi của buổi lễ công bố danh sách đề cử của bóng vàng 2024 và những thông tin bên lề đặc sắc. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng trước đó, quý vị đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh, cũng như có thể truy cập vào trang web của Figon để theo dõi trực tiếp các giải đấu bóng đá nhé. Bây giờ, bản tin xin phép được bắt đầu. Công bố đề cử của bóng vàng 2024, 30 sao so tài, Ronaldo và Messi hoàn toàn vắng bóng. Lần đầu tiên kể từ năm 2003, danh sách đề cử của bóng vàng hoàn toàn vắng mặt cả hai cầu thủ đã thống trị giải thưởng này trong gần hai thập niên qua là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Dù cả hai là những cầu thủ đoạt giải nhiều nhất, nhưng năm nay, thành tích của họ không được France Football coi là xứng đáng để cạnh tranh của bóng vàng. Sau đây là danh sách 30 ứng viên. Trong năm 2024, sự kiện Euro và Copa America hứa hẹn sẽ ảnh hưởng tới cơ hội chiến thắng của các ứng viên. Do đó, tiền vệ Rory của Man City và đội tuyển Tây Ban Nha được xem là một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho quả bóng vàng. Đối thủ chính của họ là tiền đạo Vinicius, người đã vô địch Champions League và La Liga của Real Madrid. Real Madrid cũng là câu lạc bộ có số cầu thủ được đề cử nhiều nhất với 7 người, trong khi Man City và Arsenal có cùng 4 cầu thủ. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhà vô địch Euro Tây Ban Nha có 5 tuyển thủ được đề cử và nhà vô địch Copa America có 2 cầu thủ. Tuy nhiên, Á quân Euro đội tuyển Anh là đội tuyển quốc gia góp mặt nhiều đề cử nhất với 6 cầu thủ. Kết quả của giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 10 tới tại Paris và các bạn hãy cùng đón xem nhé. Bảng lương của Arsenal gây tranh cãi dữ dội. Tiết lộ mới đây về bảng lương của các cầu thủ Arsenal ở mùa giải 2024-2025 đã gây nhiều tranh cãi. Tân binh vừa được mượn về Raheem Sterling chiếm vị trí cao nhất nhưng nhiều cầu thủ chủ chốt lại nhận lương rất thấp. Cụ thể, Sterling đã vượt qua Kai Havertz để trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất. Ngôi sao người Đức đang bỏ túi 280.000 bảng trên tuần. Gabriel Jesus 265.000 bảng. Declan Rice và đội trưởng Martin Odegaard, cả hai đều là 240.000 bảng. Cùng với Thomas Partey 200.000 bảng là những người còn lại trong top 5. Real Madrid quyết cướp Rory khỏi Man City với 130 triệu euro. Theo nguồn tin từ AS, Real Madrid đang cân nhắc việc chiêu mộ tiền vệ Rory ở mùa hè năm sau. Từ ngày Toni Kroos giải nghệ, Real Madrid vẫn đang tìm kiếm một cầu thủ có đẳng cấp tương tự để lấp đầy khoảng trống và Rory là cái tên phù hợp nhất. Đại diện của Rory, Pablo Barquero, cũng là người đại diện cho huyền thoại Real Madrid, Raúl González đã liên lạc với Man City về việc gia hạn, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Nhà vô địch Euro 2024 hiện còn hợp đồng đến hè 2027 với Man City và được Transfermarkt định giá 130 triệu euro. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn Văn Lâm bắt chính trước đội tuyển Nga. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Nga vào tối ngày hôm nay, mùng 5 tháng 9. Trong buổi tập chiều ngày hôm qua, mùng 4 tháng 9, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tiết lộ thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ bắt chính trong trận đấu với đội tuyển Nga. Thuyền trưởng Hàn Quốc cho biết, Đặng Văn Lâm và Philip Nguyễn là những thủ môn tài năng. Tôi biết Văn Lâm lớn lên ở Nga và sẽ trao cơ hội cho cậu ấy. Tôi cũng nói chuyện với Văn Lâm, hiểu được rằng gặp Nga là trận đấu mơ ước của cậu ấy. Buổi tập ngày mùng 4 tháng 9 của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, thoải mái. Cả đội đều hướng đến một kết quả thuận lợi trước đại diện đến từ châu Âu. Toni Kroos chơi bóng ở Ả Rập là quyết định vì tiền và chống lại bóng đá. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được phóng viên yêu cầu nói về giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Saudi Pro League, Toni Kroos đã có câu trả lời đụng chạm đến không ít đồng nghiệp, trong đó có một người đồng đội cũ. Ký hợp đồng với các đội bóng Ả Rập là một quyết định dễ hiểu đối với Cristiano Ronaldo khi ấy đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Nhưng thật khó để hiểu được quyết định này đối với những cầu thủ đang ở quãng giữa sự nghiệp, những người có đủ chất lượng để chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Ai nói rằng bóng đá ở đó đầy tham vọng, nhưng thực tế nó chỉ là vấn đề tiền bạc. Cuối cùng là quyết định vì tiền chống lại vẻ đẹp của bóng đá mà thôi. Kylian Mbappe chuẩn bị kiện PSG ra tòa. Hiện Mbappe đã là người của Real Madrid, nhưng PSG vẫn còn nợ tiền đạo người Pháp số tiền lên tới 55 triệu euro. Báo Pham Lê Kịp cho biết, hai bên sẽ có phiên đối chất trước tòa vào ngày 11 tháng 9 tới để làm rõ những xung đột. Trước đó, bà Faiza Lamari, mẹ và cũng là người đại diện của Kylian Mbappe, đã lên tiếng cảnh báo PSG về khoản tiền trên. Tuy vậy, đội bóng Pháp vẫn từ chối trả và hai bên buộc phải nhờ pháp luật can thiệp. Ivan Toney nhận lương khủng ở Saudi Arabia. Sau khi rời Brentford, Ivan Toney đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm với Al Ahly cùng mức đãi ngộ khổng lồ. Tờ Telegraph tiết lộ, Toney có thể nhận tối đa 500.000 bảng trên tuần tại Saudi Arabia. Số tiền trên gồm 400.000 bảng tiền lương cứng cùng với các khoản thưởng dựa trên số trận ra sân. Con số trên bên Ivan Toney trở thành cầu thủ tuyển Anh hưởng lương cao thứ hai lúc này. Chỉ có Harry Kane nhận mức lương cao hơn người đồng đội ở đội tuyển Anh.
Mức đãi ngộ của Ivan Toney cao gấp khoảng 10 lần những gì mà cầu thủ này nhận được hồi còn chơi cho Brentford. Lộ thời điểm tái xuất của Gavi trong màu áo Barca. Gần một năm qua, tiền vệ tài năng của bóng đá Tây Ban Nha, Gavi đã phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng và các cổ động viên rất tò mò, không biết khi nào thì ngôi sao trẻ của Barca sẽ tái xuất. Theo cập nhật mới nhất, cầu thủ xứ đầu bò có thể trở lại vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Tuy nhiên, Gavi sẽ cần thêm một khoảng thời gian tập luyện để tìm lại phong độ tốt nhất. Do vậy, Kakule cần kiên nhẫn để thấy tiền vệ 20 tuổi chiếm lại được niềm tin của huấn luyện viên Hansi Flick. Martin Zubimendi tiết lộ lý do từ chối Liverpool. Trong đợt hội quân đội tuyển Tây Ban Nha, Zubimendi lần đầu tiên lên tiếng khi từ chối Liverpool ở mùa hè vừa qua để tiếp tục ở lại Real Sociedad. Theo đó, Zubimendi chia sẻ với Marca: "Real Sociedad là cả cuộc sống với tôi. Đây là nơi tôi đã gắn bó nửa đời mình. Chính Real Sociedad đã tạo nên con người và cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi không hề chịu bất cứ áp lực nào về việc ở lại hay rời đi cả. Kể cả những người bạn của tôi cũng đều nói rằng bất cứ quyết định của tôi có thế nào, họ cũng đều tôn trọng." Victor Osimhen chốt số áo lạ lẫm tại Galatasaray. Nhận được sự chào đón vô cùng cuồng nhiệt của các fan Galatasaray, và tiền đạo Victor Osimhen đã chính thức ký hợp đồng với tập thể Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết hai bên gắn bó theo giao kèo mượn kéo dài một mùa giải và không có điều khoản đơn phương chấm dứt thỏa thuận. Tại Galatasaray, Victor Osimhen mặc áo số 45 và nhận trách nhiệm dẫn dắt hàng công đội bóng mới. Vinicius một lần nữa phát ngôn ngông cuồng. Câu nói họa từ miệng mà ra xem ra rất đúng với Vinicius Junior. Tiền đạo của Real Madrid và đội tuyển Brazil gần đây một lần nữa gây ra làn sóng tranh cãi lớn khi cho rằng Tây Ban Nha nên bị tước quyền đăng cai World Cup 2030 trừ khi nước này cải thiện được vấn đề phân biệt chủng tộc. Như đã biết, World Cup 2030 dự kiến sẽ được tổ chức do 3 quốc gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc. Thân là một cầu thủ đang thi đấu tại xứ sở bỏ tót, rõ ràng hành động trên của Vini là không thể chấp nhận được khi hạ bệ chính đất nước đã cưu mang và tạo điều kiện cho mình ngày qua ngày, tháng qua tháng. Kevin De Bruyne được vinh danh. Trở thành trụ cột đội tuyển Bỉ trong một thời gian dài, Kevin De Bruyne vừa nhận được sự vinh danh xứng đáng. Theo đó, ngôi sao của Manchester City được khắc tên trên đại lộ danh vọng của bóng đá Bỉ. Bản thân Kevin De Bruyne cũng đã đến tận nơi để chụp ảnh cùng với vị trí đặc biệt, và đây là động thái giúp tiền vệ 33 tuổi hưng phấn hơn trước loạt trận quốc tế. Man United tìm cách đẩy Casemiro ra đi. Galatasaray đang có kế hoạch chiêu mộ Casemiro, trong khi Man United sẵn sàng bán tiền vệ người Brazil sau màn trình diễn tệ hại ở trận gặp Liverpool. Sự quan tâm của Galatasaray có thể là một lựa chọn khả thi cho các bên, nhưng ở khía cạnh tài chính thì đây là một thỏa thuận vẫn còn phức tạp. Nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ khó lòng đáp ứng mức lương lên tới 300.000 bảng trên tuần của Casemiro. FIFA bồi thường cho Barcelona. Do Paris dính chấn thương trong khoảng thời gian tham dự Euro, nên FIFA đã bồi thường cho Barca hơn 308.000 euro. Ngoài ra, các vấn đề về thể trạng của Gavi và Araujo cũng khiến Liên đoàn bóng đá thế giới phải trả tiền trông lớn sự đấu bỏ. Tuy nhiên, hai trường hợp trên vẫn đang trong quá trình xử lý, nên Barca chỉ nhận được khoản bồi thường tương ứng. Thông tin trên cũng là chi tiết cuối cùng của bản tin bóng đá ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9, với những nội dung nóng liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của kênh và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.